Kính thưa quý vị, tháng 7 âm lịch, theo truyền thống của người Việt Nam, hầu hết các gia đình đều đốt vàng mã để thể hiện đạo hiếu của người con với gia tiên. Trước nhu cầu của thị trường, cần có một sản phẩm bình đốt vàng mã, không khói và không bụi, góp phần bảo vệ môi trường và an toàn đối với người sử dụng. Anh Lê Trường An, ở xã Giao Long, huyện Giao Thủy đã có ý tưởng giải pháp bình đốt vàng mã không khói và không bụi. Giải pháp đã được trao giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 7 và được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký sáng chế. Giải pháp này có gì đặc biệt so với những sản phẩm cùng loại có trên thị trường? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong mục ý tưởng mới ngay sau đây. Tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải chuyên ngành cơ khí, năm 2014, kỹ sư trẻ Lê Trường An quyết định về quê lập nghiệp và thành lập công ty cổ phần đầu tư Lam An, chuyên về sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe con người. Công ty trực thuộc Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Cùng với việc phát triển các sản phẩm chuyên về bếp đun với nguyên liệu đốt hữu cơ, năm 2018, anh An bắt đầu nghiên cứu cho ra đời sản phẩm mới là bình đốt vàng mã không khói và không bụi cho hiệu suất đốt cao, nhanh, an toàn và thân thiện với môi trường. Thời gian đầu lập nghiệp, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kỹ sư trẻ Lê Trường An luôn có sự đồng hành của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, năm nay đã ngoài 90 tuổi, là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Với kinh nghiệm của một người thầy thuốc cao tuổi, ông đã tư vấn cho anh nghiên cứu các sản phẩm chất đốt hữu cơ, và đây cũng là thế mạnh của công ty cổ phần đầu tư Lam An. Khi biết được ý tưởng sáng tạo bình đốt vàng mã của kỹ sư Lê Trường An, ông cũng gợi ý để anh có thể cho ra đời một sản phẩm vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bình đốt này tôi thấy nó có phù hợp chỗ này. Nhất là trong giai đoạn hiện nay là dân cư thành phố ngày một đông đúc. Thí dụ trước khi ông bà mình làm lễ xong hóa vàng thì ra một cái góc bể hay góc nhà mình làm. Nhưng bây giờ trên nhà tầng thì gió thì nó tung không những ở trong nhà mình mà còn xuống cả nhà bên cạnh. Thậm chí là có những cái gia đình người ta ngồi ban công đã uống nước chẳng hạn thì cái tà nó rơi vào. Thế còn về mặt tâm linh thì rõ ràng các cụ ở dưới cũng phải là chê là tại sao là cứ cho tiêu tiền rách thì cho mà nó rách lại nó bay. Thế nhưng cho vào cái này tôi cho là một là nó đảm bảo về môi trường, hai nó đảm bảo là về mặt tâm linh. Sau quá trình nghiên cứu thử nghiệm, sản phẩm bình đốt vàng mã không khói không bụi của kỹ sư Lê Trường An đã hoàn thiện. Sản phẩm được thiết kế bao gồm mô đun vỏ ngoài, phần đỡ được lắp cố định để ổn định bình đốt, mô đun vỏ trong, nắp chụp được bố trí có thể tháo ra, quạt gió để cấp gió hai vùng độc lập vào trong bình đốt. Để sử dụng sản phẩm, người dùng chỉ cần để khay đựng cho xuống dưới cùng để hứng cho trong quá trình hóa vàng mã. Sắp xếp tiền vàng hợp lý, sao cho phần dễ bắt cháy phía trên. Lưu ý, không nên hóa quá nhiều tiền vàng trong một lần. Sau đó, bật hệ thống quạt thổi ở mức nhỏ, rồi châm lửa, đậy nắp lò và chỉnh quạt lên mức to nhất. Cuối cùng, để lò cháy trong thời gian từ 10 đến 15 phút, có thể tắt quạt. Khi lò nguội, nhấc khay cho ra ngoài và vệ sinh lò bằng khăn lau. Hiện nay, trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm lò đốt vàng mã với ưu điểm giữ kín gió để không bay tro, dễ dàng thu gom bụi. Nhưng vẫn còn một số nhược điểm như khi đốt nhiều sẽ sinh ra một lượng khói tương đối lớn, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hiệu suất chưa cao vì phải tháo gỡ những tệp vàng để đốt từng tờ. Người sử dụng phải tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa nên độ an toàn không cao. Giải pháp của kỹ sư Lê Trường An đã khắc phục được những nhược điểm nêu trên. Với thiết kế hai lớp bằng chất liệu inox 304 chống rỉ có độ bền cao, vừa giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời giảm tối đa nhiệt độ phát tán ra bên ngoài, an toàn cho người sử dụng. Trong quá trình đốt, bình không tạo ra khói bụi, thân thiện với môi trường. Với hệ thống quạt thổi tự động, người sử dụng có thể tự điều chỉnh mức gió, tạo độ cháy vừa phải, tiết kiệm được thời gian đốt. Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi, dễ dàng sử dụng và bảo quản, thích hợp với những gia đình có diện tích nhỏ hẹp như đền, phủ, chùa, trung tâm thương mại, chung cư, khu tập thể, cửa hàng, khách sạn. Hiện tại, giá bán của một bình đốt vàng mã kích thước nhỏ là 800.000 đồng. Loại to hơn, tùy nhu cầu sử dụng có giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Bắt đầu đi vào thị trường từ đầu năm 2020, nhưng sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận. Sắp tới, với sự đồng hành của Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam, kỹ sư Lê Trường An sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ kỹ thuật và sản xuất thử nghiệm một số loại lò đốt không khói bụi bằng các chất liệu đồng, vừa để đốt vàng mã,
vừa có thể làm vật trưng bày nơi phòng thờ của mỗi gia đình. Hiện tại, sản phẩm lò đốt vàng mã mang thương hiệu Tri Ân của Công ty Cổ phần Đầu tư Lam An đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và đơn đăng ký sáng chế. Đây là cơ hội để kỹ sư Lê Trường An cùng với Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm hữu cơ Việt Nam phát triển sản phẩm trong thời gian tới. Tuy cái này em nói với chúng tôi mới ra đời nhưng mà hầu như là ai nhìn đến cũng thích sau khi đăng ký bản quyền. Ý nguyện của chúng tôi là muốn là tiếp tục cải tiến và cũng mong rằng là người tiêu dùng ủng hộ chúng tôi. Có thể là cái này nó chưa ưng lắm, chúng tôi sẽ cải tiến. Kính thưa quý vị, một sản phẩm ra đời từ khâu ý tưởng đến triển khai thực hiện, hoàn thiện, xây dựng thương hiệu và phát triển là cả một quá trình, đòi hỏi tác giả phải có niềm say mê nghiên cứu, có sự đầu tư nghiêm túc và nỗ lực hết mình để đi đến thành công. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ tâm sự của kỹ sư Lê Trường An, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Lam An, tác giả giải pháp bình đốt vàng mã không khói bụi trong mục Người trong cuộc ngay sau đây. Rất là xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của gia đình tôi. Thì gia đình tôi là hàng tháng ấy, cứ một tháng là hai lần gia đình là hóa vàng mã. Thì khi hóa vàng mã thì gặp rất là nhiều những cái bất lợi. Thứ nhất là nó về cái bụi bay, thứ hai là khói. Đó thì cái thời gian ấy, hóa vàng đốt cho ông bà tổ tiên ấy, thì nó rất là lâu. Cái thời gian hóa nó phải mất tầm có khi phải mất 4 đến 50 phút. Thì xuất phát từ nhu cầu thực tế đó thì tôi thấy cái bất tiện của cái nhu cầu đốt vàng mã ở Việt Nam hiện nay, thì tôi bắt đầu là thử nghiệm và đưa ra ý tưởng là quyết tâm là nghiên cứu sản phẩm lò hóa vàng mã không khói không bụi như thế này. Tôi phải thử nghiệm rất là nhiều lần. Và trong quá trình thử nghiệm đó thì chúng tôi cũng phải bỏ đi rất nhiều các sản phẩm bị lỗi, bị hỏng. Cũng như là ngoài khi bắt đầu chúng tôi tìm ra được cái nguyên lý của cái lò hóa vàng không khói không bụi, thì bắt đầu là chúng tôi lại gặp khó khăn khác, đó là về các cái mẫu mã. Mẫu mã làm sao cho phù hợp với những đối tượng người tiêu dùng, phù hợp với tâm linh, phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam. Đó cũng là cái những khó khăn. Có cái thuận lợi thì chúng tôi, bản thân công ty chúng tôi là một trong những công ty gia công về cơ khí, cũng như là nghiên cứu chuyên về các cái lò đốt, đặc biệt là các bếp đun tiết kiệm cũng như là các bếp đun khí hóa. Bếp của chúng tôi là chuyên phục vụ cho các cái nguyên liệu như là vỏ chấu, mùn cưa, phoi bào và các cái nguyên liệu ép như là củ chấu, củ mùn cưa. Trong khi đó là chúng tôi cũng đã có các cái thời gian nghiên cứu, thời gian thử nghiệm các sản phẩm của mình rồi. Trong thời gian đó chúng tôi có cái thuận lợi là chúng tôi khi bắt tay vào thực hiện ý tưởng thì cái thời gian nó sẽ rút ngắn hơn. Nhất đó là về cái mẫu mã. Với tôi thì chúng tôi tập trung vào những đối tượng là có thu nhập trung bình khá, về cái mẫu mã là đẹp hơn. Cái thứ hai là bên tôi cũng có các mẫu mã là dành cho các chùa chiền, rồi những cái nhà mà biệt thự hoặc là nhà vườn hoặc khu trung tâm thương mại, và làm theo thiết kế, làm theo ý tưởng và làm theo các cái mẫu mã của cái người chủ đó. Đó là thậm chí chúng tôi có thể làm bằng tay, làm thủ công. Cái sản phẩm của chúng tôi đó là không có khói và không bụi, tiết kiệm được cái thời gian nhóm. Nò hóa vàng của tôi là thiết kế làm hai lớp, cái độ bền của cái nò của tôi là nó cao hơn. Cái thứ hai nữa là thiết kế hai lớp như thế thì là cái độ an toàn, có vô tình mà chúng ta hóa vàng mã và có vô tình có thể là bị chạm tay vào hoặc như là đó thì sẽ không bị ảnh hưởng. Thứ nhất là cái sản phẩm này là một sản phẩm mới, thế này ở Việt Nam và trên giới là chưa có. Thế này là công ty chúng tôi đã đăng ký sáng chế và đã được bên Cục Sở hữu trí tuệ là cấp đơn hợp lệ về cái sản phẩm sáng chế lò hóa vàng mã không khói, cũng như đăng ký các cái kiểu dáng công nghiệp, các sản phẩm, các mẫu mã mà trong tương lai công ty chúng tôi sẽ phát triển, đã có các đơn chấp nhận hợp lệ hết rồi. Cái định hướng phát triển của bên công ty chúng tôi thì mục đích chúng tôi hướng tới là các cái gia đình mà nhà tầng ở các cái trung tâm huyện hoặc là trung tâm thị trấn, trung tâm xã, các cái nhà chung cư, nhà mặt phố, trung tâm thương mại, rồi các cái đền phủ,
có cái diện tích không gian hẹp đó. Thì đó là cái đối tượng hàng mà tôi muốn hướng tới. Và xa nữa là chúng tôi sẽ phát triển cái sản phẩm nò á vàng mã không khói không bụi này là ra một số các cái thị trường quốc tế, ví dụ như là Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia mà có cái nền văn hóa tương đồng với Việt Nam. Ngoài sản phẩm lò đốt vàng mã không khói bụi mang thương hiệu Tri Ân, sắp tới kỹ sư Lê Trường An tiếp tục nghiên cứu giải pháp lò đốt với nguyên liệu là phụ phẩm của nông nghiệp được ép thành thanh nhiên liệu thay thế than đá sử dụng trong công nghiệp và các hộ gia đình, giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chúng ta cùng chúc anh sẽ tiếp tục nghiên cứu và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.